Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 98 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như thường lệ, chúng ta tiếp tục học kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Và nối tiếp kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thành ra hôm nay là kỳ thứ 26. Như vừa rồi là đã đúc kết về cái đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, là cái đoạn là Xá Lợi Tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tổn hành thức vật phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chi pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc vô thọ tổn hành thức. Ta đã học hết cái đoạn đó rồi đó. Đại chúng để ý cái nguyên văn vậy là đa số là thuộc hết rồi. Rồi ngồi mình nghiệm cái nghĩa của nó. Nghiệm cái nghĩa đã có dịch rồi. Rồi còn cái chân lý mà một phần đã viết vô đây, rồi phần tôi gợi ý tôi triển khai thêm đó. Thế thì là mình nằm giống, mình nằm với bó, ngồi với cây hứng mát, đều có thể đọc cái đoạn kinh đó và diễn đạt cái nghĩa lý đó trong trí của mình. Rồi những cái ý tứ mà ngũ uẩn giải không là nó không kiểu nào. Rồi đạo Phật dạy rằng là nhận thức cho được cái ngũ uẩn giải không như vậy để đem lại sự lợi ích gì. Và sự thật, ngũ uẩn có giải không hay là không? Sắc vật chất giải không là không kiểu nào? Thọ tưởng hành thức không là không sao? Đã thế thì mình ngồi mình nghiệm vậy, cái mình đặt câu hỏi ra, cái rồi mình tự giải đáp, rồi tự mình trả lời. Thế thì là ngũ uẩn giải không có nghĩa là đồng nghĩa với vạn pháp giải không. Trả lời đơn giản là câu tổng quát. Bởi vì sao vậy? Vì vạn pháp không ngoài 100 pháp, gọi là đại thừa bách pháp. Mà 100 pháp đó thì lại từ nơi ngũ uẩn mà triển khai nó ra. Do vậy cho nên là ngũ uẩn giải không đồng nghĩa với bách pháp giải không. Mà bách pháp giải không tức là vạn pháp giải không. Mà không ở đây là không như thế nào? Nó rỗng trơn, nghĩa là không hề có gì hết. Cái đó xưa nay không có rồi. Nếu hoàn toàn không có gì hết mà tìm cái đó là đừng có tìm mắc câu. Kể cả con người mình cũng còn không có nó thì tìm là tìm cái gì? Do vậy cho nên đừng bao giờ tìm cái mà hoàn toàn không, dính dáng không, không có gì hết. Đạo Phật không bảo mọi đi tìm cái không đó, vì cái đó không hề có, lấy gì tìm? Vậy thì cái không nào làm cho sự vật hiện tượng này nó rỗng tuếch, giống như là trong cái bầu hư không ở trên dòm thấy xanh xanh trong vũ trụ đó ư? Cũng đạo Phật cũng không phải dạy con người ta để biến cái vật chất này để thành cái rỗng tuếch trong rỗng xanh xanh đó. Là gì? Có biến cũng không biến được. Không có một cái đức siêu nhân siêu nhiên nào mà làm cho cái vật chất hiện tượng sự vật vạn vật này mà nó trở thành ra không có gì hết. Không ai làm cái đó được. Cho nên là tìm cái trống không mà bằng cái cách là bằng cách nào đó tưởng tượng cho chất đều không có gì,
đều là tan biến hết trở thành không, là một cái lối ngây ngô vô ích, không có lợi ích gì hết. Còn như muốn cho đừng có vật chất mà mình không phải là muốn cho nó biết tiêu hết, mà muốn cho nó rỗng giống như không vậy, thì cũng không phải là không. Cái chỗ trống rỗng mà máy bay bay được, thả diều diều lên được, thả bông bay được, nó trống rỗng đấy, cái đó trong chỗ đó cũng không phải là không đâu, nó có vô số cái có ở trong đó chứ. Vậy thì tìm cái không ở đâu cho có bây giờ? Thế thì là mình thấy rõ là ba bốn cái thứ mình nêu ra đó gọi là giai không đó, nên là tìm đều không được, không có. Mà nếu có là sao? Nếu có được không có, hoàn toàn không có. Cái tưởng tượng mà tìm như vậy là vô ích thôi, là khờ khạo, làm cho đau khổ thôi. Vậy thì cái mình học ngũ uẩn giai không này, mình nhận thức về vạn pháp giai không này là để thấy được cái chân lý. Cái chân lý là của sự vật đó là cái thể của nó là không. Cái từ của Phật học tôi gọi là đương thể tức không, nghĩa là sự vật hiện tượng dựa trên vật chất này mà phải biết cái tính chất của nó không. Không là sao? Không là chúng nhân duyên sanh, pháp ngã thuyết tức thị, không diệt di thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Tất cả vật chất đều do nhân duyên hòa hợp, chứ không thể tự có một cái nào mà tự nó để sanh ra nó bằng đơn thuần liệu của nó, không có. Nhân duyên trùng trùng vô tận. Phải nói nhân duyên trùng trùng vô tận là mới đúng nha. Chứ nói nhân duyên mà còn chỉ là từng món một được, đó là chưa phải đâu. Nói cái ở trong cái thuốc lá thôi nha. Cái thuốc lá mà ngày nay mà là trên tivi mà mỗi ngày mà mỗi nhắc nhở mọi người để bỏ thuốc lá, đừng hút thuốc lá đó. Người ta nói trong chất thuốc lá đó, nó có 3-4 ngàn cái thứ chất độc hại ở trong cái khói thuốc lá. Cả 4.000 chất hơn nữa cũng có, chẳng qua là chưa phát hiện hết. Thế thì trong khói thuốc lá ra mà nếu cũng mắt thường của mình, cái hiểu biết thường mình thì làm sao mà mình nói được mấy ngàn chất chứ? Vậy mà ta nói mấy ngàn chất độc ở trong. Đó là cái nghĩa duyên sanh, duyên là vậy đó. Vô phương. Trong một cái sự vật này anh nói bằng cái gì sanh cho nó, anh nói vài món không bao giờ thấm thía gì nữa. Anh nói đây là cao lanh, là đất sét, đúng chưa? Chưa. Nói trong này có nước, đúng đấy, nhưng mà đâu phải cỡ đó. Trong này có lửa, trong này có củi rừng, trong này có bàn tay, trong này có người ta, vân vân. Anh nói cỡ đó cũng trúng hết đấy. Nhưng mà anh nói từ đời này qua đời khác, chết từ kiếp này qua kiếp khác, không bao giờ nói trúng được. Đó là cái chân lý duyên sanh của đạo Phật, muốn dạy cho mọi người thấy được là trong một pháp trung trùng duyên khởi mà sanh. Trong cái thuốc ngày nay người ta phát hiện ra cả mấy ngàn chất độc. Cho nên chẳng những người hút thuốc bị, có thể là nó là một cái tác nhân mạnh mẽ trong việc tư phổi, mà những người ngồi mà chịu trận mà ngửi cái khói thuốc cũng bị cái bệnh ngang ngửa như người hút thuốc vậy. Thế cho nên là tôi về mặt xã hội mà có những cái ngân hàng người ta là ta làm máy lạnh đóng cửa bịt bù, mà những cái cậu thanh niên mà ăn mặc bánh bao mà vô hút thuốc đó, tôi nhìn tôi thấy sao đâu. Không hề biết một cái gì trên cõi đời này tầm thường cỡ vậy ư? Tôi nói thẳng với mấy nhân viên ngân hàng, tôi nói ngân hàng phải ra cái bản nội quy để nhắc nhở làm sao chứ. Chứ khách hàng mà cái nhà là mấy lạnh dày mà nó đốt ung như vậy, rồi mấy cô ở đây rồi năm này qua năm kia, rồi mấy cô làm sao chịu nổi?
Nhưng mà rồi họ chiều khách hàng, cũng chiều vì chết cơm manh áo, coi như bán thân thể mình từng ngày từng phần để ăn á. Tức là mình chịu cái tận quý nghiệp đó để lấy cái đồng lương hàng tháng. Đau hết sức, cái xã hội nhiều khác nó đau đó. Ung vậy là bước cái cửa vô cái là khác, khác hết sức là khác xa. Mà ngồi trong đó năm này qua năm kia làm sao người ta chịu nổi. TV, báo chí, đồ đăng nhắc nhở, động viên vậy mà dường như không nghe, không thấy, không biết gì hết. Thế này là tôi nói một cái điểm là nhân duyên là vậy. Trong khói thuốc thôi mà nhiều lắm. Còn trong cái khói xăng xe đây nè, trong đó có chất xì, chất sắt, chất đủ thứ chất, mấy chục thứ chất làm cho ô nhiễm môi trường. Chứ không phải là mình nói xăng là xăng đâu. Xăng người ta pha thì rồi giờ là thế giới ta la chất xì quá rồi, giờ định pha cái chất khác, mà chất khác lại nó có cái tác hại khác. Thì đều là nói như vậy để tôi nói đại chúng là để mình tư duy về cái chân lý duyên sanh của đạo Phật hay lắm. Duyên sanh hết. Để chi? Để mình thấy cái sự bất an, sự bất ổn, sự tan rã, sự hoại diệt của duyên. Duyên mà nó cấu tạo, nó hòa hợp lại, nó đang còn tồn tại thì gọi là sanh. Rồi cái duyên đó nó có thể tan hoại, nó hư rã, nó mục nát bất cứ lúc nào. Mà nó tan rã thì gọi đó là diệt. À thì do nhân duyên sanh hòa hợp tồn tại thì gọi là sanh. Mà nhân duyên chia ly thì gọi đó là diệt. Các bạn nào? À quay đi. À học cái đó để chi? Họ có đó để mà nhìn, trời ơi tôi nói nó nhìn nhiều cái nó hay lắm. Tổng thống Suharto, nước Indonesia, 32 năm nắm quyền hành. Bây giờ dân chúng nó phản kháng, nó biểu tình rồi từ chức, bây giờ từ vợ cũng xuống chức, rồi con trai, con gái gì đều xuống chức hết, đau khổ tràn ngập. Tất cả những sự nghiệp và coi như là dân chúng kiểm kê và kiện tụng đưa ra tòa án rồi tù tội cỡ nào và tịch thâu cỡ nào chừa lại bao nhiêu chưa nói dứt khoát được. Thế thì là cái thứ tiền của vật chất địa vị chức tước nó làm cho con người sung sướng ghê. 32 năm làm vua mà. Nhưng mà đó là nhân nó hòa hội tụ lại thì lúc đó mình vậy đó, mình có làm vậy đó. Bây giờ nhân duyên cũng là nhân duyên. Hồi đó người ta bỏ phiếu, người ta bầu mình. Là nhân duyên không chứ khi không mình làm sao mình làm tổng thống, mình làm sao mình làm thủ tướng, mình làm sao mình làm quốc hội được. Là do ta bầu mình. Thế thì là cái đạo đức của mình, cái việc làm của mình nó không đáp ứng được yêu cầu. Thì bây giờ nhân duyên chia ly coi như là họ rút cái quyền bầu cử của họ lại. Cái hành động biểu tình là hành động lấy phiếu trở lại. Hồi đó nhân duyên hợp tôi bầu anh bằng lá phiếu. Bây giờ tôi phản đối, tôi đòi anh từ chức, có nghĩa là tôi rút lá phiếu của tôi trở lại. Mà tôi rút lá phiếu trở lại là anh làm tổng thống, anh cũng phải xuống chức. Anh không xuống chức là bị đảo chánh, anh cũng bị chết thôi. Thế là chẳng phải lý nhân duyên đó sao? Tiền tài danh vọng địa vị nó tan rã dễ dàng như vậy. Nhìn cái lý duyên sanh nó hay lắm. Để chi? Để trong cuộc đời của mình làm ăn sao mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả, mà mình cái đầu óc của mình được an lành, được thanh tịnh, được rảnh rang, được trong sáng, thì cái đời sống còn có ý nghĩa. Nếu mà mê muội cái chân lý duyên sanh như quyển giảng pháp giải không, mình vui đâu. Mình tưởng tượng rằng cái quyền hành quy quyền thế lực của mình là nó tồn tại vĩnh cửu mà, mê muội mà, thì cái việc đó không cần nhắc lại. Đất nước ta cũng đã có là cái trào cái thời kỳ năm 63. Đất nước ta rất rõ rệt là đây nó gần đó nha. Philippines thì là tổng thống Marcos đau khổ cho tới bây giờ, vợ và con vẫn còn đau khổ trong vấn đề đó.
Giờ thì tổng thống Suharto Indonesia cũng đang trong dòng đau khổ đó, và còn các vị tổng thống ở Hàn Quốc cũng đang đau khổ đó. Cái sự đau khổ đó là đều là chúng nhân duyên sanh pháp hết, do các pháp nhân duyên mà sanh ra tiền tài, gia đình, vọng, gia địa vị, và cuối cùng rồi nhân duyên tan rã chia ly thì nó sanh ra đau khổ. Cái vui thời gian trước rồi nó đi lần tới cái quả khổ. Do vậy cho nên cái vui đó, cái vui tạm bợ, cái vui duyên sanh, cái vui tạm bợ thì cũng do duyên diệt nó sanh ra đau khổ. Cho nên thấy được cái chân lý duyên sanh để mà mình tạo cho cuộc sống của mình một đời sống nhẹ nhàng. Nếu mà mọi người trên xã hội này mà thấy được cái chân lý đó thì người ta không có tham vọng lớn, ta không có mê mờ vì tài, vì sắc, vì danh, vì lợi để người ta khuynh lác nhau, người ta triệt hạ nhau, người ta gây đau khổ cho nhau, mà người ta chia sẻ nhiều cách để cho tâm hồn, cuộc sống của gia đình mình được an lành, đầu óc mình được an lành, có không gian trống trải để nghỉ ngơi, và xã hội cũng đều được cái lọc, hưởng được cái lọc chung của đất nước, của tổ quốc mình, để được bình đẳng trong cuộc sống an lành. Nếu mà cả mọi người mà đều thấy được cái chân lý duyên sanh của giải pháp, thấy được cái chân lý giải pháp giải không, thì nó hạn chế được cái dục vọng, cái tâm bất thiện, cái tâm bảo thủ tham lam của ta, để cho đời sống có an lành. Cốt yếu là cái chỗ đó, đó mà nó là chân lý rõ ràng. Cho nên tôi nói nó trùm khắp, không phải một đất nước, không phải là Phật giáo ra đời tại Ấn Độ, mà cái chân lý duyên sanh đó có giá trị tại Ấn Độ, mà cái chân lý đó là chân lý của vũ trụ vạn hữu, nó khách quan tồn tại. Cho nên trên đất nước này ở đâu cũng đều là bị sự chi phối của cái chân lý duyên sanh đó. Nếu ai không thấy, không nhận thức được nó thì sẽ sai lầm trong cuộc sống, sẽ đau khổ mà thôi. Đây, cho nên học cái bát nhã mà để ý được cái đó trong cuộc sống tốt lắm. Thế thì là cái đoạn rơi là ngũ uẩn giai không đó. Mà tôi xin nhắc lại là Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời tiêu kiên ngũ uẩn giai không. Có một Bồ Tát nào hành tâm được cái chân lý bát nhã ba la mật đa này, người đó sẽ tư duy quán chiếu thấy rõ cái tính chất giai không của ngũ uẩn, thì độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là người này vượt qua những sự khổ não đau thương một cách dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Bởi vì cái khổ não đau thương đó coi vậy chứ nó không có thật tánh. À, học các bạn những cái bài tới này là hay lắm. Cái khổ mà các vị học là khổ đế mà Đức Phật dạy đó mà. Khổ đế là cái chân lý về khổ đó. Chân lý đó là chân lý bất liễu nghĩa. Do vậy cho nên người ta quá giải cái khổ dễ dàng. Mê thì tham sân si, mạn nghi, phẫn hận, phu não, tật sang, nó tác động, nó hoành hành. Ta tỉnh thức rồi thì tất cả cái nguyên nhân khổ là những phiền não vô minh đó, người ta quá giải, nó tiêu diệt cách nghĩa là không còn bụi bặm, không còn cái gì, cái dấu vết, vì nó không có thực tánh. Cho nên quá giải nói dễ dàng lắm. Độ nhất thiết khổ ách, vượt qua tất cả khổ ách mà không cần ai ban ơn gì hết, không cần một vị nào ban tặng phước đức gì hết, mà tự cái bằng độ vượt qua hết. Hành động của mình, tâm tư của mình, sống nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, tự nó vượt qua khổ ách, chứ không cần phải gian xin cầu nguyện lại lục. Và theo giáo lý đạo Phật thì càng không có người nào có uy quyền
thế lực nào để ban tặng cho ai. Bây giờ học tiếp đây là đoạn thứ 32, 12 nhập, 18 giới. Vẫn là pháp duyên sanh, y tha khởi. Thế thì cái đoạn này nguyên văn của nó là Xá Lợi Tử, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận. Cái đoạn đó như thế có nghĩa là này Xá Lợi Phất không có nhãn căn giới. Nhớ là cái chỉ giới, chỉ giới là tình thần. 18 giới tức là 18 thần. Mỗi thần nó có cái vị trí của nó có cái ranh giới, cái phạm vi của nó. Nếu mình tách nó ra, mình để chung thì mình thấy nó tương quan tương duyên nhau. Nó kết thành ra cái vũ trụ vạn hữu này là tương quan tương duyên nhau, là do lục căn, lục trần, lục thức gọi là 18 giới. Tách rời căn, lục trần, lục thức ra thì cái vũ trụ này coi như tan rã, không còn gì. Tuy nhiên căn trần thức nó tác động qua lại nhau mà để cho có chủ thể nhận thức, đối tượng nhận thức, để thành ra sự nhận thức. Tức là căn trần thức có ba món. Do vậy mà con người là chủ thể nhận thức, núi sông đất liền sự vật hiện tượng là đối tượng nhận thức. Và cái công dụng của sáu cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái công dụng nhận thức. Nhờ ba cái món đó hợp lại gọi chung là thập bát giới. Hợp chung lại để có chủ thể nhận thức, có đối tượng nhận thức, là có cái công dụng nhận thức mà hiện tượng sự vật tồn tại, mà người ta gọi là ta đang sống trong cái vũ trụ, trong cái bầu vũ trụ. Trong cái bầu vũ trụ thì có vũ trụ quan, nhân sinh quan, tùy theo cái nhận thức của con người mà không rời 18 giới đó. Nó giống như trong cái tivi nó có mấy cái đèn màu, mà khi mà nó hiện hình lên là màu như vậy đó, để hỗn hợp lại thì bật lên là nó thành ra màu vậy, sắc vậy, hình ảnh như vậy. Nhưng mà nếu mình làm bể một cái ngọn đèn màu mà nó chiếu pha lên màn kiến đó, nếu mà làm bể ba cái chỗ đó, ba cái điểm đó, thì màu sắc gì không còn gì nữa hết, đều là duyên sanh không. Cái tivi đó mình lấy là duyên không, nó nương nhau mà nó thành á, nó nương trong đó nổi cái điện tử mà người ta làm ra cái tivi là so với cái máy tính bây giờ đó thì nó đơn giản hơn cái máy tính nhiều. Vậy mà nó còn vô số nhân duyên trùng trùng như khởi. Do vậy cho nên là khi nó kết hợp thì nó 18 giới nó kết hợp, nó thành ra sự vật hiện tượng chủ thể phân biệt trên cõi đời này. Nhưng mà chia ly ra thì thấy nó từng phần từng món hết. TV mà nó chiếu ra các vị thấy, mà mở lên nó thấy có 6 màu, mà từ 6 màu đó nó hỗn hợp vô trong những cái màu sắc thực tiễn. Chứ nó là 6 màu riêng lẻ đó, gọi là
xanh, đỏ, tím, vàng, đỏ lợt, đỏ đậm vậy đó. Cái này nó có cái ranh giới đó đó. Tầm ranh giới nó cũng vậy. Hỗn hợp lại thì nó thành vũ trụ, vạn hữu, nhân sinh. Nhưng mà nó chia rẽ ra thì nó gồm cả có lục căn, lục trần, lục thức. Cũng như cái tivi là chiếu lên thì nó đủ màu sắc ở trong một cái sân khấu đẹp đẽ, biến ảo vô cùng. Nhưng mà kỳ thật là trong đó nó có sáu giới, à, xanh đậm, xanh lợt, cái đỏ đậm đó là cái vàng lợt. Đại để là buổi chiều mỗi gì mà mở lên trước cái giờ mà ta sắp chiếu đó, thì mỗi một màu nó có cái ranh giới của nó vậy, nó từng sọc mà hỗn hợp lại duyên sanh ra nó thành hình ảnh biến ảo vô cùng. Thì tập bát giới này cũng giống y như vậy. Lục căn, lục trần, lục thức thì thật là nó có ranh giới riêng của nó, có phạm vi của nó, màu sắc của nó, nhận thức của nó. Nhưng mà hỗn hợp lại nó thành ra đối tượng nhận thức, chủ thể nhận thức và cái nhận thức của con người. Cho nên cái thập bát giới này nghiên cứu thấy nó hay lắm. Sự vật hiện tượng nó sinh hoạt, tách 18 giới này mà tách rời ra là không còn gì, cái vũ trụ này không còn gì để nói nữa. Quan trọng vậy đó chứ không phải vừa đâu. Y như cái tivi mà ta tách bỏ từng màu một, từng sọc vào mỗi buổi chiều trước khi phát hình, ta để cho mình dò đài. Tách bỏ đó ra cái tivi không còn gì để gọi là cái tivi nữa. Sơ lợi tử không có căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Đây, ngũ quẩn gia không là nói tổng quát, rồi nói chia ly ra, nó chia nhỏ ra đó mà. Thì nhãn căn tức là con mắt nè, nhĩ căn là cái vành tai, cái lỗ tai nè, tỷ căn lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là con người, ý căn là cái bộ não. Ở đây nói cách nghĩa là nhẹ nhàng và không có ngần ngại vậy. Ở đây sao lại phát không có nhãn căn gì hết. Hồi nào giờ Như Lai nói cho mấy ông biết cái lần là cái tội lỗi của mấy ông là có thể là do lục căn các ông đó nha. Các ông mà không làm chủ lục căn các ông mà không kềm chế được lục căn các ông là các ông bị nó tác động, nó hoành hành, nó sai sử các ông là đau khổ đấy. Cho nên là phải giữ gìn lục căn, phải cẩn thận đối với lục căn của mình, đừng có phóng dật, đừng có buông lung lục căn nha. Không dạy mấy mươi năm trời vậy đó, nhưng mà giờ tới đây này Xá Lợi Phất ơi, hồi đó giờ Như Lai nói nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn mà Như Lai dặn mấy ông đừng có buông lung, mấy ông phải làm chủ nó, như nó là nguyên nhân gây ra đau khổ tội lỗi đó. Bây giờ Như Lai nói nhãn căn không có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Như Lai nói hồi đó giờ là Như Lai nói chơi chứ Như Lai chưa nói hết ý đâu. Như Lai nói hết ý là Như Lai nó không có nhãn căn, không có nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Đây là bộ, đó là cái phần bên trong của ông ấy nha. Bây giờ hồi đó giờ Như Lai dạy với ông ha, trên đời này có thứ sáu thứ nguy hiểm, đó là sắc, đó là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Sáu thứ đó là sáu thứ đối tượng sở duyên của sáu căn ông đó. Sắc tức là vật chất, là cái đối tượng của nhãn căn của ông đấy. Thanh là cái đối tượng sở duyên của cái nhĩ căn của lỗ tai ông đấy. Hương, các thứ nước hoa mà người ta quảng cáo, người ta bán đó. Có người bỏ hết tiền mua nước hoa, mua mắt lắm, cái chai có chút xíu vậy, mấy trăm ngàn. Nó là cái đối tượng sở duyên của
tỷ căn ông đấy. Vị là rượu hả, 2 triệu một chai. Heroin á là không có mua, không biết, không nghe. Nó mua lén không là sao mình biết được. Nhưng mà nó mấy chục ngàn đô một ký, cái lô á, 100 gram là cũng mấy chục triệu gì đó. Thế thì là cái thứ rượu cũng là vị, là hương đấy, là vị đấy. Rồi heroin đó cũng là cái loại vừa hương mà vừa vị đó, nó đã cái cần cổ, cái lỗ mũi của ta. Đó là hương đó là cái đối tượng của thiệt căn đấy. À, nó thuộc về vị đó. Rồi còn xúc. Xúc thì những cái đẹp đẹp đẽ, những cái mềm mại, những cái trơn láng. Ví dụ như là trong chúng ta là ai cũng thích mặc gì giải ngoại hết trơn á. Là giải ngoại nó vừa thẳng mà nó ít nhăn, mà nó lại nó không có rút, mà nó lại có khi không cần ủi cũng được, mà nó lại mát. Còn giải nội mình bây giờ thì cũng tốt lắm rồi, nhưng mà so với giải ngoại thì mình có những cái còn phải thua. Vì vậy cho nên là thích giải ngoại cũng là một hình thức của đối tượng của thân căn, là nó là xúc đây. Là những cái hình bóng của dạng pháp mà nó còn lưu lại ở trong cái vũ trụ này, là hình bóng của và của sắc thân hương vị pháp nó còn lưu lại, là cái đối tượng sở duyên của ý căn này. Ủa cái đó là ta gọi là pháp á, gọi là pháp, là đối tượng sở duyên của ý. Thế thì bây giờ đây á, hồi đó giờ 40 năm vẫn nó có 6 cái đó, nhưng mà cái này nó sâu nè nha. Nãy giờ tôi nói rằng là Đức Phật dạy cho 6 cái món đó là đối tượng sở duyên của 6 căn. Nhưng mà tôi chưa đề cập tới tầng này nha. 6 cái đó đó, nếu mà Như Lai nói thật cho mà biết á, hồi đó bây giờ mấy mươi năm mà Như Lai nói nó là sắc là sắc trần đấy. Thanh là thanh trần, hương là hương trần, vị là vị trần, xúc là xúc trần, pháp là pháp trần đấy. Chưa phải Như Lai nói thiệt đâu á. Bây giờ Như Lai nói thiệt là Như Lai nói sắc là sắc thôi. Thanh, hương, vị, pháp, đó là cái đối tượng mà nó tự có duyên sanh trong vũ trụ, nó hiện hữu khách quan, nó tồn tại khách quan mà không được gọi là tịnh. À, giảng kinh mà sớm sát và vô mà nói là sắc thân hương vị xúc pháp là lục trần, đó là hạng thường, chưa biết được kinh điển Liễu Nghĩa Thượng Thừa của Như Lai nói. Cho nên cái đó là cái học sâu ghê gớm đó nha. Tôi nói ví dụ như cái bình hoa này, đây là sắc đây. Các vị ngắm nhìn nó có sao đâu, có tội lỗi gì đâu, có làm đau khổ cho ai đâu. Nó là nó. Nếu mà các vị cứ thưởng thức cái xong rồi là các vị đi về, thì nó đâu có gì xấu xa, tội lỗi, có làm nguyên nhân đau khổ gì cho ai đâu. Cho nên nó là nó, sắc là sắc chứ không được nó sắc. Tiếng chuông này, nó là nó, chứ nó đâu có làm gì đau khổ. Tất cả những âm thanh của những cây đàn là thanh mạc, đàn ra âm thanh mạc cũng không hề làm đau khổ cho ai. Đấy. Nhưng mà vấn đề là cái chỗ mà ta gọi là tầng là khi nào đó nè. Con người ta thấy cái bình hoa này đẹp rồi đó, rồi mới tìm cách nghĩ ngợi, mới làm thế nào mà đem về làm sở hữu của mình, của riêng mình. Nếu mà tìm không được thì dùng quy quyền thế lực để đem về cho mình, mà phải triệt hạ những người nào mà ngăn cản ý niệm của ý định của ta. Đấy, hoặc là cuối cùng ta cho người, ta thuê người, hoặc bản thân ta tìm cách để ăn cắp cái vật quý báu này. Thế thì cái vật quý báu này, cái sắc này bây giờ nó trở thành ra sắc trần.
Vì chữ trần có nghĩa là nó làm cho nhiễm ô cái nhãn căn, cho nên mới gọi nó là sắc trần. Chứ kỳ thật ra sắc vật chất là vật chất, chưa được gọi là trần đó nha. Cho nên là sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu cái cánh đối tượng của lục căn. Đó, Như Lai nói cho ông biết hồi nào giờ Như Lai nói có lắm phải không? Nhưng mà bây giờ thì Như Lai nói sắc không có, không có sắc, không có thanh, không có hương, không có vị, không có xúc, cũng không có pháp trần gì hết. Nhưng mà sự thật thì có, là sao là bây giờ Như Lai nói không có là sao? Thì cũng đọc cái câu đó, bất cứ một cái thứ sắc nào, hình sắc hay hiển sắc, đều là chúng nhân duyên sanh, sanh pháp, ngã thiết tất thị. Không, vì cái sắc đó, nó là cái cụ thể hóa của các nhân duyên hòa hợp mà nó hình thành, cho nên gọi nó là sắc. Mà vì là nhân duyên sanh, cho nên là bây giờ đây Như Lai nói hết ý của Như Lai đó là không có sắc, nó là cái pháp duyên sanh. Thanh hơn vị xuất pháp cũng vậy, thanh hơn vị xuất pháp cũng vậy, là các vị hiểu dễ quá rồi. Cầm một cái đàn violon, cái đàn là nó vậy đó, dáng vẻ nó như vậy, cái đàn cò, cái đàn kim, cái đàn ọt, vân vân tất cả cái, thì đâu không mà nó tự kêu đâu, đâu có khi không mà nó tự kêu được. Thế thì là trong đó là dây, là phím, là tai dẫn, là đồ gãi, là tùy theo cái đàn gá nương gá lại, nó hình thành ra một thứ nhạc cụ. Chưa kể nữa là đây là những cái thứ âm thanh mà tôi nói ra, sắc là thanh này nha. Là nãy giờ mà tôi nói đây đó là sự thật, là người ta dùng cái đó ghi cái âm thanh của mình nói ra đó bằng do re mi fa sol la si, tức là cái âm điệu bổng trầm trầm bổng bổng trầm, hợp ra thành cái bản nhạc. Âm thanh của ta cũng vậy, theo cái âm ba lên xuống bổng trầm, nó tiết tấu nó hợp lại. Thì kỳ thật là cái thanh quản ở trong này là một, không có tiếng vậy. Từ thanh quản này rung động, rung động do sự điều khiển hơi của ta mạnh yếu, mà nó có những cái âm điệu nó ra bằng những cái tiếng trầm bổng là do re si ma do re mi fa sol la si. Từ đó người ta đặt ra những cái âm thanh, nghĩa là quyến rũ, nghĩa là khêu gợi, nghĩa là đầy dục vọng. Thế thì âm thanh nó mới biến ra thành, ta gọi là thanh là trầm. Chứ còn những cái nốt nhạc đó mà người ta làm ra những cái âm thanh mà hùng tráng, là vui nhộn, thì cái thanh đó nó đâu có làm nhiễm ô, nó làm yểm lụy, nó làm đau thương cho ai. Do vậy cho nên thanh là thanh, mà thanh đó là do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Hương cũng vậy, hương bây giờ mình uống các thứ nước đều là hương liệu hết, ta pha chế chiết xuất rồi cái gốc của nó là ta pha chế, chứ đâu mà có các thứ hương mà nhiều gì trong các thứ nước uống dữ vậy. Vị xúc đều là duyên sanh hết, cho nên vì muốn khai thị cái lý duyên sanh là chân lý của vũ trụ vạn hữu, Như Lai nói không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, rồi bây giờ nói không nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, rồi nói không sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đó là lục căn. Không, lục cảnh phân tách ra cũng không rồi. Bây giờ tới lục thức. Lục thức là nhãn thức, tức là sự nhận thức phân biệt của con mắt. Cái sự nhận thức phân biệt cái này là các vị làm sao mà tìm ra có nó đâu? Làm sao tìm ra có nó? Các vị bác sĩ về nhãn khoa đi nữa cũng tìm không ra cái nào là để làm ra cái nhận thức phân biệt này được. Chẳng qua người ta nghiên cứu tới, ta nói cái chỗ đó là cái chỗ trọng tâm hơn hết, ta gọi là cái hoàng điểm.
Người nào mà bị xuất huyết hoàng điểm rồi con mắt nó mờ đi thì ta gọi là xuất huyết hoàng điểm, còn là giống mô giống mạc là những cái bên ngoài đó thì người ta mổ ta thay ta ghép được, còn cái hoàng điểm là người ta không làm được, nó mờ là chịu thua. Thì cái đó ta gọi là hoàng điểm, chứ kỳ thật không phải gì hoàng điểm mới là thấy, mà nó còn bao nhiêu cái vũng mô, cái vũng mạc, rồi cái gì đó nhiều thứ lắm nó mới thấy được, nó mới sinh ra cái nhận thức là cái thấy, rồi nó có cái nhận thức của con người. Thế thì là cái nhận thức làm sao mà có thật được? Cái nhận thức cũng vậy, cái nhận thức mà của cái nghe của lỗ tai đó nè, hiện giờ trong lỗ tai này tôi đi vô trong cái chỗ mà cái viện đại học của, ta nghiên cứu gì xác chết đó, ta cưa ra đàng hoàng, cưa cái đầu ra dòm thấy cái lỗ tai của mình nó ăn vô trong đó, nó có những cái cơ quan đó là quằn quẹt lên xuống qua lại hóc ngách ra tới cái lỗ tai này, thấy đàng hoàng. Thì cái nào là nghe, tìm cái nào gọi là cái nghe không có đâu. Vậy mà mình còn sống về đây, mình còn tỉnh táo về là mình nghe. Vậy thì cái nghe đó là cũng là duyên sanh trùng trùng duyên khởi đó nha. À, cái lý duyên này hay lắm. Rồi nhĩ thức là tỷ thức cũng vậy. Trong cái lỗ mũi mình là hàng tỷ tỷ cái sợi lông. Sợi lông ở trong này là lông nó nhỏ lắm, nhưng phải là lông như là sợi tóc dày. Lông mà lông bằng thịt, lông mà tế bào. Rồi là phần là để lượt bụi nào, phần thì để là nhận thức cái hương vị là đưa lên cái bộ não, phân tích là để biết. Lưỡi cũng vậy, lưỡi này là bao nhiêu triệu cái mục à, trong cái lưỡi của ta. Nó có từng mục. Cái mục đó là cái cơ quan bao nhiêu triệu cái sợi tế bào, sợi lông tế bào nha, ở trong cái lưỡi ta. Cái mình nó nhắm nhắm đó đều là bao nhiêu triệu cái tế bào lông á. Cho nên mình để đồ ăn vô là cay, đắng, mặn, lạc, chua, cay nó biết hết. Đưa vô truyền vô bộ não để phân tích. Thế thì là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng đều nguyên tắc chung như vậy. Cưa ra con cái đầu ra, cưa ngang thấy rồi, cưa xuôi về thấy rồi, bộ óc thấy đàng hoàng. Cái nào là cái hiểu biết? Cái nào là cái để mà tổng hợp và phân tích sự vật hiện tượng trên cõi đời này? Không có, không biết được. Bác sĩ là bác chứ cũng không biết được. Chẳng qua là nó đại khái. Mà đại khái thì cái ốc của người ta bao nhiêu gram, ốc người nào nhỏ thì nó thiếu bao nhiêu gram, nó kém thông minh, thì có bao nhiêu chất xám. Cũng nói đại khái, chưa phải chất xám đó là cái hiểu biết, là cái thông minh nữa. Ngoài cái gì là nó tác động với chất xám nữa. Thế thì cái đó là chúng nhân duyên sanh pháp, đều là do duyên sanh hết. Vì vậy thì ngã thuyết tức thị không. Đối giáo lý đạo Phật là, đạo Phật nói rằng là cái pháp dài không, nhãn căn không, nhĩ căn không, không có tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn gì hết, nó đều không. Sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, nhưng bằng tuệ nhãn nó cũng là duyên sanh như quyển, mà nó hiện hữu tồn tại trong giai đoạn khách quan nào đó khi nhân duyên còn tồn tại, còn nương gá nha, thì gọi là có. Trong đó nó lệch một chút xíu, nó trở thành là người bệnh hoạn, thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình không còn chính xác nữa. Thế thì là còn cái phân biệt của sáu thức cũng vậy. Do vậy cho nên là 18 giới không là vậy đó. Thành ra là cái người học á, học cái tư duy cái là 18 giới từng món một, người ta phân tích để cho thấy tính chất không của nó. Thành ra vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, tức là không có nhãn căn giới. Thì nãi trí có nghĩa là từ không có nhãn căn cho tới không có ý thức. 18 giới và không, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới, ý căn giới, cho tới không có ý thức giới là cái thứ 18. Nghĩa là thập bát giới dài không, đều không hết. Nhưng mà ta ở trong cái hoàn cảnh môi trường đây
nghĩa là tuân thủ bởi thập bát giới. Nhưng mà cái tính chất của thập bát giới là duyên sanh như quyển, phải thấy cho được cái tính đó là người đệ tử Phật, tu tập thiền định để thấy được cái đó. À, cho nên là có tác giả rồi là bắt đầu là tu thiền luôn đó, chứ đừng có chạy tìm thiền đường, nó phải không có cái nhà nào mà để cái chữ gì mà chỗ đó nó thành thiền cho mình được hết, không thành thiền đường. Thiền đường là cái chỗ tụ tập lại để ngồi, nhưng mà ngồi chỗ đó nhiều khi lại đó hỏi giá đô la này nhiêu, giá vàng này nhiêu, hộp trần tôi có hộp là 80 bốc, bà mua nhiêu. Thế thì là đi lại cái nhà thiền đi nữa, mà cái đó cũng không có thiền gì hết. Rồi lại thiền đó mà lại bàn ông này tốt bà kia xấu, bà đó không bằng lòng, bất mãn vân vân. Ừ, cái này tôi xin nhắc các Phật tử nha, tôi xin nhắc các Phật tử để ý cái chỗ đó. Tôi nói cái điều đó là tôi nói thật đấy, tôi đang nghiên cứu thực tế của từng giảng đường đó, của từng giảng đường có cái điều đó đó. Cho nên là mình Phật tử mà mình muốn học thật, học giáo lý là học cái tính chất hay không này nè, để rồi đừng có thèm nói lăng lăng. Cuộc đời này mình tìm cái tốt toàn diện theo ý muốn mình là không bao giờ có. Mình muốn phủ nhận những cái xấu, mình muốn xây dựng cái tốt không á mà, cũng không có. Và tôi tin tưởng bản thân, tôi nói này là cái nhìn vào cái phát diện của chúng ta, tôi mà nói hôm nay là cái mặt của mọi người. Nếu mà mặt của chúng ta khác với người kia khác ta, và tất cả mọi người đều khác nhau, thì đừng hòng có một cái gì giống nhau hết. Đừng hòng có cái gì giống nhau mà mong cầu mà hy vọng. Người ta gọi là cầu toàn tất bị đó, không có. Thêm cái chỗ như vậy mà chê cái khuyết điểm, không có đâu. Vì vậy cho nên học cái chân lý dạy không này nha, tôi nói không phải là tôi nói cho đại chúng nha, bản thân tôi cũng phải là đề cao cảnh giác từng ngày, để mà mình hóa giải bất những cái thị phi nhân ngã tốt xấu hơn thua, bằng lòng không bằng lòng, vì thấy được tính chất dạy giải pháp dạy không duyên sanh nhớ như quyển. Chứ còn không là nó bị tác động dài dài, nó sanh ra buồn phiền, sanh ra đau khổ đó. Cho nên vừa học vừa tu, tôi nói với đại chúng vậy đó. Nhưng mà tất cả những cái đó là tôi phải vận dụng trong hàng ngày, và do vận dụng nhiều cho nên coi tôi nhìn ở đâu đều là kinh Bồ Tát. Nghe đài phát thanh nói cũng là kinh điển được hết, cũng vô bát nhã được hết. Coi TV cũng vô, coi tuồng, coi kịch gì hết, nghe máy bay đụng chết 15 con tốt của Việt Nam, của Lào, cũng bát nhã là vậy. Các vị có nghe cái tin đó chưa? Trời ơi, những vị tướng giá cấp dễ gì đào tạo vậy mà, vậy mà vô thường, nó không có thiên vị gì ai. Những vị đó đâu dễ gì đào tạo đâu, tinh hoa của đất nước đó chứ. Nhưng mà rồi nhân viên chia ly rồi nó cũng tan hoại vậy thôi. Cái chiếc máy bay mà của các vị lãnh đạo lớn vậy đi đâu phải là thứ thường, vậy mà nhân viên nó chia ly rồi nó thiếu đi một cái yếu tố gì đó là nó cứ tan rã. Thành ra là học cái kinh rồi mà các vị mà gọi là Phật tử mà muốn tu á, mà không có phải bữa nào cũng lại trước cái ông Phật mình thờ, không cần. Trước Phật đốt cái nhang thơm là nhìn ổng cái chơi cười, nói ông quá siêu ha, ông quá siêu. Tụi con bây giờ mà nghe ý của ông dạy xưa, mình lấy từng ý một mà làm, nghĩa là vô cùng phấn đấu mà làm không nổi. Ông quá siêu, cái này cười chơi cho nó tìm gì ổng có. Phật cũng cho mình được cái gì đó, cho mình đây nè, mình học vậy đó, rồi tư duy, rồi quán chiếu, đọc báo, rồi có TV, rồi nghe tin tức, rồi cái gì cũng thành đạo hết, rồi đi chơi ngoài ruộng mà
Thành ra tổng kết lại là Đức Phật nói này, Sa Lợi Phất ơi, không có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, văn căn, ý căn, tức là lục căn không có rồi. Không có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mặc dù là mấy mươi năm nay Như Lai nói có lục trần, bảo các ông phải tránh, phải chừa đấy, nhưng mà kỳ thật nó không có đâu. Nó là pháp duyên sanh hết à. Nó nương giá, nó tồn tại vậy, chứ mà nó chia ly rồi nó cũng diệt hết à. Chưa kể là những pháp đó không có gì đó gọi là trần đâu ông à. Sắc nó không phải là trần, thanh nó không phải là trần. Tại vì mấy ông bị nó lôi cuốn, nó làm cho nhiễm ô tâm tánh ông. Như Lai gọi nó là trần để cho các ông để ý mà chừa mà tấn nó. Chứ kỳ thật là sắc sanh hơn vị xuất pháp không có trần gì hết. Nó là sáu cái chấm đối tượng của sáu căn âm vậy thôi, mà nó cũng là duyên sanh vậy. Sao không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới và ý căn giới? Không có sắc trần giới, thanh trần giới, hương trần giới, vị trần giới, xúc trần giới, pháp trần giới, cho đến không có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Không có gì hết, không có gì hết. Như là nói với ông hồi đó giờ, như là dạy là để lục căn, cảnh giác lục căn, nên làm chủ lục căn, nên cảnh giác đối với lục trần, và nên tư duy nhận thức kiểm tra về lục thức của các ông. Nhưng mà bây giờ Như Lai nói cho mà biết, các cái đó đều là phù hoa, đều là giả tạm, đều là duyên sanh duy quyển hết ấy. Các ông mà tư duy quán chiếu được như vậy rồi là các ông là người thể nhập được cái thực tướng của mạng pháp. Nói cách khác là các ông đã nhận thức được là cái tính chất duyên sanh duy quyển của mạng pháp, thì trên đường tu hành của các ông rất là nhẹ nhàng, không có cực khổ gì nữa. Bởi vì cõi đời này là giải pháp là do nhân duyên hòa hợp mà sanh, mà ông đã thấy được Sa Lợi Phất, các ông đã thấy được cái tính chất duyên sanh của nó như quyển rồi, thì các ông đâu có bị nó lôi cuốn, nó nhận chìm nữa. Các ông bắt đầu sẽ đi tới cái chỗ mà vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, không còn xa nữa đó. Và Như Lai cũng nhắc lại cho mà biết, chính người nào thành tựu được Bát Nhã Ba La, người đó mới có thể thành vô thượng bồ đề được đó. Còn không nắm vững được cái chân lý duyên sanh như quyển dạng pháp giải không của Bát Nhã Ba La Mật, thì dầu cho có tu hành cực khổ đời này qua đời khác đi nữa, chứ giống như người đào giếng mà bụi cát bay mịt mờ là chưa có tới nước đâu. Mà thấy được cái tính chất duyên sanh duyên quyển của dạng pháp rồi, coi như đào giếng khoan giếng mà bùng nhão đã tới rồi đó. Tới bùng nhão rồi thì tới nước không còn xa. Thấy được Bát Nhã Ba La Mật, nhận thức được chân lý này rồi thì quả bồ đề không còn xa nữa. Phần thực chỉ sự tồn tại của hiện tượng vạn pháp, nhìn qua hình mạo ta thấy ngàn sai muôn khác, nhưng gom lại chúng nằm gọn ở trong 18 giới, đó là lục căn, lục trần, lục thức. Phật học gọi đó là thập bát giới. Giới là ranh giới, nhắc lại để ý cái đó để học. Giống như TV, các vị thấy màu sắc nó biến ảo, nó pha trộn nhau trong quần, trong áo, trong cây, trong cối, đủ thứ màu đẹp vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là do có mấy cái màu ranh giới khác nhau đàng hoàng, sọc vàng, sọc đỏ, sọc xanh, sọc tím, sọc nâu, rồi đỏ lợt, đỏ đậm, nhà tông cái hình đó. Nó có cái ranh giới đàng hoàng chứ không phải là loạn xạ một thứ đâu. Nhưng mà khi mà nó tác động vô hình ảnh rồi là thì là nó biến ảo vô cùng. Cái màu áo thì có thể là vừa xanh vừa đỏ vừa vàng vừa tím vừa đủ trong một cái áo của người ta. Nhưng mà kỳ thật là màu của nó là có mấy cái màu đó, là ranh giới đâu đâu đàng hoàng. Thì cái vũ trụ này cũng vậy, nó duyên sanh dạng pháp không kể tên hết được. Nổi có một con
một con cát ở Phi Châu, ở Mỹ Châu thôi, một con vịt trời thôi, cái màu sắc của nó đẹp đẽ vô cùng biến ảo ha. Mình cũng còn phân tích cũng còn chưa hết được, nhưng mà tất cả đều không ngoài 18 giới đó. Thế mà qua cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật thì vô nhãn giới nãy chí vô ý thức giới, nghĩa là nhãn căn giới cho tới ý thức giới không có, không có đây nghĩa là không có thực, nó không có cái thực ngã, cái thực thực thể của nó. Có nghĩa là 18 giới không có gì, vì tất chất duyên sanh của nó đã là duyên sanh thì không có một sự vật nào tự nó đứng yên nó. Đó, cái lý duyên sanh là vậy đó, không có sự vật nào đứng yên bởi nó, không có sự vật nào nó sinh ra nó. Nếu nhìn một cách hời hợt với tâm trạng giản đơn, ta thấy nó có đứng yên tương đối, nhưng nó luôn luôn chuyển hóa từng sát na theo cái luật vô thường vận động. Đó là nghĩa không của Phật học nói đó. Ta nhìn bằng cặp mắt giản đơn vậy, ta thấy là thì Phật có đứng yên đó chứ. Cho nên như cái hoa này nè, mình vẫn thấy đẹp, nãy giờ còn đẹp mà. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng tuệ nhãn, bằng ý thức sâu sắc á, từ hồi sinh bông bình bông này tới nãy giờ đây nè, trong này nó có sự sanh diệt, diệt sanh đã đi tới héo tàn, giờ tới chiều là cái đẹp nó không còn y vậy nữa đâu. Nhưng mà nếu mình bằng con mắt giản đơn là mình thấy vẫn còn đẹp, chứ thì thật là nó đã có sự chuyển biến từng sát na, từng phần kiểu của một giây đồng hồ chuyển biến, chứ không phải nó đứng yên đẹp vậy đâu. Bản thân của ta cũng vậy, ta đang ngồi về, ta đang sinh hoạt về, cho nó chuyển biến hàng nghĩa là từng sát na một, phần kiểu của giây đồng hồ cơ thể ta có chuyển biến. Đừng hiểu nghĩa không của đạo Phật như là cái không của sừng thỏ lông rùa mà phỉ báng Như Lai. Đừng tìm cái không nào vĩnh viễn không, không có đâu. Khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng nhi tị nghịch nhi đầu quả. Bỏ cái có, trốn chạy cái có, mà đi tìm cái không, thì cái sự khổ sở đó, sự ước mơ mà không bao giờ hiện thực đó, nó đau khổ cũng giống như người ta đang tìm cái có vậy. Người ta đang tìm, ta chạy đua đòi theo vật chất, đầu tắt mặt tối, trong cái đầu không hề có một cái chút không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, không có một chút thời gian để nghỉ ngơi, khổ sở vì vật chất, đi tìm cái có. Nằm trong máy lạnh mà vẫn thấy nóng hừng hực, ở trong cái nhà rất đẹp mà tâm trạng vẫn khổ đau, chỉ vì đi tìm cái vật chất, tìm cái có. Rồi người ở trong vật chất này mà vì một cái lẽ nào đó mà mang một cái nhãn quan che chắn đòi đi tìm cái không, thì cái khổ nó cũng giống như cái người mà khổ vì tìm vật chất không thỏa mãn vậy. Bởi vì cái không làm sao mà có cái không cho mình, cũng như tìm vật chất y như người khác mà uống nước mặn, uống vô thì nó dường như thấy mình uống nước ấy, nhưng mà nó khác thêm. Là khổ vì không thỏa mãn tìm được chắc. Cái người mà tìm không cũng vậy, cũng không bao giờ có cái thỏa mãn, là sao có cái không được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà đại chúng để ý nè, vậy thì ta làm sao? Có thì là nguyên nhân của đau khổ rồi, bất ổn rồi, vậy thì tìm không, không có cái không thì thế thì mình tìm cái gì?
Thế thì là mình nhận thức chân lý và gia không, nhưng mà gia không này là cái kiểu cho bằng duyên sanh như uyển này. Do vậy cho nên mình sống trên cõi đời này là y như là chơi. Chơi là tôi nói là từ chơi lâu năm lắm rồi. Sống như là sống chơi, làm việc coi như làm việc chơi, để cho có chút tiền bạc giống như người ta, rồi mua sắm đồ ăn, ăn chơi làm chơi, mọi thứ sinh hoạt đều chơi hết, không hề có một cái gì quan trọng hết. Cứ như thế mà nghe là ung dung mà tự tại mà thảnh thơi trong cuộc sống, bằng lòng với cái sống hiện có của mình. Đừng có tưởng đâu giàu mới sướng, như nói nãy rồi, giàu có sướng đâu. Giàu mà đi tìm vật chất mãi mà không bằng lòng thì y như khác uống nước mặn vậy. Mà cái sướng là cái người biết tri túc. Đạo Phật gọi đó là thiểu dục tri túc. Nhân tri túc giả tùy hòa địa thượng duy an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất thiên y. Người biết đủ, biết bằng lòng với cái hiện có của mình, không có tham vọng viển vông, không ước mơ ảo quyệt, thì người mà tri túc như vậy thì giàu nghèo mà là giàu. Người tri túc như vậy giàu nằm dưới đất mà vẫn có an vui, vẫn có hạnh phúc, vẫn có tự tại giải thoát thiên an. Còn người mà không tri túc thì tuy giàu mà nghèo, nghèo ghê gớm lắm, bòn mót cái này, nghiên cứu cái kia, nghĩ ra cái nọ, làm cho nó tiền nó đẻ ra tiền, sự nghiệp nó đẻ ra sự nghiệp, suốt cuộc đời không bao giờ có được cái gì hết. Cho nên đây nè, tôi nói cái này không phải là tôi nói xấu đâu, mà học Bát Nhã phải nghe và phải vận dụng trong cuộc sống. Hôm nay tờ báo đăng, tôi nói theo dựa theo tờ báo nha, còn cá nhân của con người là tôi không có rành rõ đâu. Tôi nói theo cái tờ báo để tôi phân tích kinh điển. Nguyễn Tấn Đời là một người học không có bao nhiêu, làm cái người mà chịu làm cái người lái bờ lái câu cho ông quận trưởng là ông Nguyễn Ngọc Thơ ở Long Xuyên. Từ cái người mà bước vào trong cửa quan bằng cái nghề buôn bán lái câu bò cho một ông có uy quyền, từ đó mà lên cái Sài Gòn này là vua của bao nhiêu cái cao ốc đồ sộ trong chế độ trước. Và cái nhà hàng của ông mỗi lần mà ăn chơi đó là mời toàn là bộ trưởng và kể cả tổng thống luôn. Từ cái giàu có này qua giàu có khác, rồi ngân hàng hồi đó là coi như là vua của các ngân hàng. Ngân hàng quốc gia mà không làm gì được, không thắng nổi cái sự giàu có của Nguyễn Tấn Đời. Đấy, nhưng mà rồi rốt cuộc rồi Nguyễn Tấn Đời mới chết đây có 73 tuổi hà. Ở ca Canada chết 73 tuổi. Con gà ấp trứng vàng cách đây mấy chục năm đó ha. Nghĩa là coi như mở khắp nước về thần tài tín nghĩa. Và cái cấp bằng an quy nghĩa là vô cùng khôn khéo. Khôn khéo lắm là đọc báo thấy khôn khéo, nghĩa là mình phải nói là phải nể phải phục mà. Rồi nó giàu có thì cỡ vậy đó. Nhưng mà tôi nói đây là để tôi nhắc cái gì, cái chuyện của người ta mình không có nói đại tư và cũng không nói gì hết. Nhưng mà để mình thấy cái chân lý duyên sanh. Duyên sanh nó như quyển hay lắm. Rõ ràng là nó như quyển mà. Cho nên là phải học cái tri túc nhân, tri túc giả là tuy hòa địa thượng vui như an lạc. Người mà biết đủ là nằm dưới đất, ngủ dưới đất cũng còn vui. Người không biết đủ là ở trên thiên đường cũng không có dự ý đâu, và vẫn đau khổ cho tới ngày chết thôi. Đấy, chỗ của Đạo Phật nó hay vậy đó. Chỉ có cái điều là Đạo Phật không có bắt buộc, không có rút ép ai. Cho nên giáo lý của Đạo Phật rất hay, mà trên thế giới không nhiều bằng các tôn giáo khác. Chứ cái giáo lý của Đạo Phật là đem lại an lạc hạnh phúc cho con người rất thiết thực. Chứ không phải nói để nói mép, càng không phải hành nghề để buông thần bán thánh. Cái tôn chỉ cái mục đích của Đạo Phật là rất là nhiệt tình đối với nhân loại trong cuộc sống. Làm thế nào cho mọi người nhận thức được chân lý để có sự an vui, sự hạnh phúc bản thân và rất nhiều bản thân, rất nhiều cá nhân, thành ra xã hội cho tốt đẹp. Nhưng mà vì Đạo Phật không có vận dụng quy quyền thế lực, thành ra ai muốn tự giác thì tự, còn bạn không tự thì thôi. Do vậy mà giáo lý rất siêu, mà tín đồ trên thế giới không đông bằng đạo khác.
Dù đạo Phật có đề cập cái nghĩa không như thế, nhưng không được chấp có cái không với bất cứ dạng nào. Quyền Giác Thiền Sư nói chí hữu trước vô bệnh dịch nhiên, chí như từ nịch như đầu quả. Bỏ cái sự vật hiện hữu có thì con đời này mà trốn chạy đi tìm cái không là cái đau khổ giống nhau. Vì vậy cho nên nhận thức của người học Bát Nhã là đương thể tức không, không để thấy tính chất tạm bỡ, tính chất duyên sanh, tính chất vô thường, để mà làm chủ lục căn, làm chủ lục cảnh, làm chủ lục thức của mình để có cuộc sống an lành. Đạo Phật là thế. Tôi nói làm chủ lục cảnh chứ tôi không nói làm chủ lục trần, là ý tôi muốn nhắc với đại chúng rằng cái chữ sắc thân thân vị xúc đó, khi mà tâm ta mà không có bị vô minh phiền não nó dục vọng nó thôi thúc á, thì sắc thân thân vị xúc pháp không có nhiễm ô gì hết, tự tánh của nó vẫn là pháp tánh thanh tịnh, cho nên là chưa được gọi nó là lục trần đâu. Khi nào mà tâm tánh con người nó làm nhiễm ô được tâm tánh con người thì bây giờ mới gọi nó là trần. Học Phật sâu là phải học vậy đó. Cho nên cái người mà học Phật có trí tuệ rồi, ta thấy cái ác thiện ta đâu cần phải chạy trốn cái ác thiện, ta thấy cái cần xa ta đâu cần chạy trốn cái cần xa, chỉ cần là ta biết cái cần xa là nguyên nhân của khổ đau ta không hút, ta biết cái ác thiện này là chế biến ra là vừa làm thuốc cho người mà cũng vừa tác hại ghê gớm cho nhân loại, là ta tránh cái mặt mà là gây đau thương cho con người chứ. Chứ đâu phải hễ cây ác thiện là mình phải gặp nó, mình phải chạy, phải trốn đâu. Học Phật là học vậy đó. Bỏ cái có đi tìm cái không cũng là một thứ chết khổ, như sợ chết nước đâm đầu vào chết lửa thì chẳng hơn kém chút nào. Mà phải hiểu rằng việc gì thì giả danh, việc thị trung đạo nghĩa. Cái không nó cũng gọi là giả danh, phải hiểu cái không bằng nghĩa trung đạo là đương thể tức không. Cái không là do nhân duyên hòa hợp lại mà sanh, chứ nó không có tự ngã tự thể. Cái không là cái không đó, chứ không phải cái không là cái trống rỗng không có gì. Không phải cái không là như là sừng thỏ vĩnh viễn từ xưa tới nay đều không, không phải như lông rùa từ xưa tới nay vĩnh viễn không có, không phải là cái thứ không đó. Tìm cái đó không có. Cái không cũng là giả danh, vì không có cái thật không ở trên cõi đời này, vì không vẫn là một pháp. Không vẫn là một pháp. Nói tôi không biết là đại chúng có nhớ không, chứ mà tôi nghĩ là có những vị mà học lâu lắm nói tới cái này là nhớ cái bài kệ hà. Pháp pháp bổn vô pháp, hay là pháp bổn vô pháp pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Ê, gọi là các pháp ấy, Như Lai gọi là các pháp ấy, thì thật là không có. Nó vốn là cái vô pháp. Cái bài kệ Như Lai dạy cho ông Ca Diếp đó, Phật dạy cho ông Ca Diếp đó. Còn Như Lai dạy cho các ông rằng là các pháp trên vũ trụ này là duyên sanh kia, là không kia. Thế thì là mấy ông nghe là nghe cái từ mà Như Lai nói là các pháp thế là các ông tưởng đâu là có cái pháp thật, cho nên Như Lai mới nói, Như Lai xác định rằng các pháp là duyên sanh. Thế thì là cái bài kệ này là pháp bổn vô pháp pháp. Các pháp mà gọi là pháp á, vốn là cái vô pháp, cái tính chất của nó là duyên sanh như quyển thôi, nó không có thật đâu, không có cái pháp gì hết á. Cho nên pháp Như Lai nói là như thuyền, như bè, để nương bè mà qua sông, nương thuyền mà qua sông. Pháp gọi là Như Lai nói pháp đó là như ngón tay chỉ trăng, để cho người ta nương ngón tay mà ta nhìn trăng, chứ thật là có pháp gì đâu. Ai nói Như Lai nói pháp là người đó không hiểu Như Lai, là người đó phỉ báng Như Lai đấy. Là nó pháp bổn vô pháp pháp, vô pháp pháp diệt pháp. Cái vô pháp vẫn là một pháp. Nếu ai mà tìm cái pháp không thì vẫn là bị chấp pháp rồi. Kim phó vô pháp thời, ngày nay ta dạy cho ông cái vô pháp.
cái phương pháp này là thế nào? Là ông phải hiểu rằng vạn pháp trên cõi đời này không hề có một pháp nào là Phật pháp hết á. Ừ, chúng nhân viên thân pháp nghe tiếp tức thì không đó. Việc gì thì gia dân, việc thị trung đạo nghĩa, thế thì sắc tức là không, không tức là sắc, vật chất tức là không. Mà cái gọi là không đó, là không tự ngã, là cái gọi là không là tìm cái đó đó bằng cái cách là nhận thức cái có này nè, nó không có tự ngã, không có tự thể, chứ không phải đi tìm cái không ở đâu hết đó. Cho nên là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Vật chất là không, mà không tức là ngay cái vật chất đó mà thấy không. Sắc là không mà không là sắc vậy. Thử tìm cái nghĩa duyên sanh qua 18 giới, ta thấy thập bát giới là do 6 căn cộng với 6 trần, 6 trần cộng với 6 thức thành ra 18 giới. Nếu tất nhiên căn trần thức thì chẳng còn gì để gọi. Giống như cái tivi mà nếu mình mở cái tivi ra mà mình cắt mấy cái ống này, nó có mấy cái ống để nó chiếu cái màu, nó chiếu cái màu lên cái màn tivi. Mà nếu mà mình hủy hoại mấy cái ống mà đèn màu để chiếu ra đấy, thì cái tivi không còn là tivi màu gì nữa cả. Cái tivi màu không còn là màu gì nữa cả, chẳng còn hình ảnh gì, màu sắc gì nữa cả. Vũ trụ văn hữu này mà nếu mà 18 giới mà tấp riêng ra hoặc là bỏ nó đi là chẳng còn cái gì để gọi là vũ trụ, là nhân sanh cả. Tức là Phật phủ định pháp thập nhị nhân duyên. Pháp thập thập nhị nhập thập bát giới là nhằm khẳng định cái lý vạn pháp duyên sanh. Tập nhị nhập á, cái chữ tập nhị nhập á là để ý cái này nè, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nó có cái công dụng tiếp thu, nó đi vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, trúc trần, nghĩa là nhãn căn nó đi vào sắc trần, sắc trần nó đi vào nhãn căn. Thành ra sắc trần là đối tượng sở duyên của nhãn căn, nhãn căn là chủ thể phân biệt của sắc trần. Đây, do vậy cái chữ nhập có nghĩa là cái này nó đi vào nhãn căn, đi vào sắc trần, sắc trần đi vào nhãn căn. Ở giữa này nó có cái tâm sở gọi là xúc, có tâm sở xúc bên đây đi qua bên sắc trần này, đi qua nhãn căn, nhãn căn đi qua sắc trần, nó có cái tâm sở gọi là xúc. Đây là căn trần, chủ thể đối tượng có tâm sở xúc, xúc tác ý thọ tưởng tư đấy, học như thích học ấy. Có tâm sở xúc cho nên mới nhận biết rằng đây là cái bông này màu vàng, lá là xanh. Rồi còn cái tâm sở tác ý cộng theo nữa là đây là bông vàng lá xanh này, vậy là bông này gọi là bông gì? Gọi là cái tác ý là vàng là xanh rồi thì là thọ tưởng ha. Hồi nào giờ ai đấy gọi là bông cúc thì bây giờ mình cũng gọi là bông cúc. Đó là xúc tác ý, rồi đi qua tới thọ tưởng tư, thành ra nhận thức cái này là bông cúc. Cho nên là ta gọi là thành nhân nhập nghĩ căn, nó tiếp nó đi vào thanh trần, nó đi vào nghĩ căn, nghĩ căn nó đi vào thanh thanh trần, nó thành ra cái tánh nghe. Cho nên là lục căn lục trần ta gọi là thập nhị nhập, tức là 12 cái đó nó tác động qua lại, nó đi vào nhau chứ nó vốn không có tội lỗi gì hết. Thập Phật phủ định thập nhị nhập đó, cái từ thập nhị nhập tôi nói nãy giờ đó, thập bát giới là nhằm khẳng định cái lý vạn pháp duyên sanh, tất cả hiện tượng đều cùng một tánh. Đây, tất cả hiện tượng vật chất đều cùng một tánh, đó là y tha khởi, tức là y tha nhi sanh khởi,
nghĩa là tất cả hiện tượng sự vật đều là duyên sanh. Duyên thức học gọi là y tha khởi, tức là y tha duyên như sanh khởi, nương gá hòa hợp các duyên mà hình thành, mà tồn tại. Cho nên không có cái tự tánh của nó để nó sinh ra nó. Vì có nhân duyên cho nên Như Lai nói thập nhị nhập, thập bát giới đều không. Đây là đưa cái trình độ nhận thức của đệ tử mình qua cái hệ bát nhã ba la mật để mà nhận thức cái chân lý duyên sanh như quyến của dạng pháp. Đây là chân lý cao nhất để mà bước một nấc cuối cùng là quả vô thượng bồ đề đó nha. Cho nên cái này khó, học cao ráng, Phật tử ráng mà tư duy cái này để mà thấy đó. Thôi hết giờ rồi, ngừng ở đây, không dám cùi cái mới nữa đâu.